IV Moda hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Yesterday I don't know. And now I know. I know trẻ trâu. Đây nhá. Em biết ai rồi nhá. Biết rồi hả? Em biết rồi, bây giờ biết đã rồi. Biết rồi. Không hay. Không hay. Không hay sao? Sao em? Em không biết, thấy bạn này nhép nó không đúng phải không em? Nó hơi không đúng lắm hay sao ấy. Cảm giác nó không ra tinh thần. Nó tròn vành rõ chữ quá. Nó tròn vành rõ chữ quá. Như kiểu là bạn này đang đọc chứ không phải đang hát. I am thinking I am thinking yeah. What are you thinking? I am thinking no singer. No singer. Yeah. Why he no singer because he talk he sing like talk. Yeah. Before you sing Miluk. 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 Miluk sai là gì ta? Wrong number. Alo với lộn số. Thật ra chắc chắn là em nghĩ không phải ca sĩ từ đúng đó. Đúng rồi, tại nhưng vì nhưng mà nhớ bạn cũng hát hay thì sao? Cái cảm xúc của cậu nó không có vô. Dạ. Không có vô cái. Nhưng mà em thấy bạn ấy làm cũng dữ dội đúng không? Không, dữ dội. Nổ tán đá rồi wow. Động cấu uốn éo dữ dội. Động tác dữ dội nhưng cái gương mặt không có dữ. Tay che hết trơn mà thấy gì không, đâu. Anh nhìn vẫn nhìn được cặp mắt. Ừ. Vẫn hốt hoảng. Vẫn hốt hoảng. Hốt hoảng không có tập trung. Hồi nãy á nó đẩy mạnh quá. Ổng đẩy với ai mà làm gì ổng? Anh biết không? Nó đẩy mạnh quá nó sợ đá văng vô anh nó sợ nó lo. À lo dạ. Cho anh. Lo cho anh. Lo cái chân bên này phải không? Dạ thưa. Em nói là nó bị quan tâm anh đó. Dạ. Tiếp theo mời ông số 3 Tề Thiên Đệ Thánh. Dạ. Cảm ơn các em. Tôi nói thiệt, không biết là Tề Thiên hát hay hay dở mà tôi chắc chắn ba thầy trò còn lại hát dở banh. Trời ơi, ông thầy chả ra chả đi một hồi tôi tưởng cho buồn ngủ cho té. Cái gì mà quá trời ra nhép của một đoạn mà múa mai quay cuồng. Đưa ra như vậy để đánh lạc hướng chúng ta. Lạc hướng rồi. Gì làm anh ơi? Cho chúng ta phân tán. Là cái gì? Không tập trung vô ông Tề Thiên nữa. Không, anh vẫn tập trung Tề Thiên. Anh không quan tâm ba người kia. Rồi, anh nói đi. Thứ nhất là ông này muốn mấy cái là dưỡng áo choàng là thấy dạ, sai rồi. Thứ nhì là ông cái chân ông yếu quá, ông trụ chút xíu là ông muốn loạn choạng rồi. Thành ra là nghi ngờ cái ông này quá. Nhưng mà cái mồm em để ý nha thì lại rất là đúng nhịp, tại vì cái bài này nó lại có những cái câu dung ngay đầu ấy. Những đoạn dung ấy nó không có liền nhiệt nó luôn á. Nhưng mà nó lại bắt vào rất là đúng. Chính xác. Cái bộ dáng của bạn này sao dòm yếu ớt quá à. Múa mai thì cũng mấy người hát nhạc quê hương trữ tình ta không có cần mạnh
em nghi bạn này ha, chị nói không hay, hát không hay. Vừa nãy anh bảo bên đội mình bảo là hay không hay nhỉ? Chưa bên, chưa anh, ờ, anh chưa có chưa đưa ra. Chưa bên đưa đội ra. Anh là hay không hay là chuyện của đội anh, em phải có chiến thiếu. Dạ, thiếu là bây giờ là em hoang mang lắm rồi. Em, đúng anh như là anh quen nói đó em ơi, chính kiến của em là gì? Ai không, sao nhưng tôi mà vậy em thì lại là như anh Hưng ạ, như anh nói ngay từ đầu chương trình đúng không? Vâng. Nhạc của em đa số là bài toàn bị người ta lừa thôi. Người trong câu chuyện đau khổ lắm, đúng không? Thì cuộc sống em, anh không biết là như thế nào. Thì em phải có chính kiến, không thôi em lại tiếp tục bị lừa. Nhưng mà em sợ sau chương trình này là một giọt nước tràn ly với cuộc đời của em. Đó lại là một cú lừa. Không sao em ạ, phải cố gắng vượt lên chính mình, em hiểu không? Nhưng mà mẹ lên mà bạn này hay đấy, bạn này hay đấy. Không, nhưng mà bạn này em nghĩ hát hay. Bạn hay. Hưng cũng nghĩ là hay. Em là nghĩ hát hay. Rồi, mình để đó tiếp rồi, nha. Để đó đi. Thần chết số 4, mời em. Trên đứng dòng mình trong khoái lang, đứng dòng mình trong khoái lang. Trên đứng dòng mình trong giữa gang, hỡi cô gánh nước đường xa, còn bao là bao lâu nữa để hoa là hoa gánh dùng. Tang tinh tinh là tinh tinh tang. Trời ơi, thất nghiệp luôn. Không nhìn ra, không nhìn ra. Gì vậy anh? Trời. Trời ơi. Tiếp nó luôn. Đừng, 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 đừng. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Anh Cang, có xin đi, có xin mà nó về, về giùm anh, về giùm anh. Ghét quá. Đúng rồi hả? Bây giờ nó ngang ăn ngược. Không ai, không ai làm như vậy. Em biết không, luôn hả? Không hay, không hay. Tại sao? Việc đôi mắt cực kỳ vô hồn. Mà lúc em rõ đây rồi. Mắt đảo láo liên, nói chung nhìn vô hồn lắm. Em ơi, cuốc đất mà em. Cuốc đất mà mắt gì phải có hồn. Anh đừng cắn em. Ủa sao anh không cắn thiệt hả? Biên tập mà nó dễ sợ thiệt. Tại sao vậy? Làm quá nhiều tiền lên đây đứng chi nữa vậy hả? Làm gì nhiều tiền? Giám đốc âm nhạc chương trình này đó. Trời phải không? Nguyễn Hoàng Duy. Không phải Hương Duy đâu. Đây không phải tay Bi không? Bi đấy. Bi bây giờ giảm cân rồi. Xin lỗi khắc Việt. Nếu mà đúng là Duy, đúng là Bi heo thì cần nhìn một phát không, là biết không, không ai cho đến gần nữa. Nè, làm giám đốc ở chương trình này một số là 125 triệu. Mà bây giờ lên đây tính lấy thêm 5 triệu là cho thành 130 triệu. Đó là chắc là loài. Nói gì nhiều hết trơn á. Nghĩ sao mà giám đốc âm nhạc mà lên đây? Không bao giờ có chuyện đó. Tôi không cần biết giám đốc âm nhạc gì nữa. Tôi đang thấy là số 6 nó ngủ từ nãy giờ. Vậy thì bây giờ quánh thức nó dậy. Quánh thức nó dậy. Công chúa khều nó dậy. Trời ơi, mà công chúa có xàm vậy chứ. Mời xác ướp tỉnh hồn ra hát. Chúng ta là nữ quỷ ở tận rừng xanh, ở tận núi cao, ở vườn suối sâu. Chúng ta cùng thương nhau như anh em một nhà, cùng nhau ta múa ca những ngày xuân rậm rỗ. Tao giết mày. Tao sẽ giết mày. Đừng, đừng. Đừng xé cái xác ướp của tôi. Nó đã đau đớn lắm rồi. Hả? Vậy mày trà trộn đây mày kiếm tiền hả mày? Mày giết mày. Đi vô, đi vô, đi vô. Qua đường này, đường này, đường này. Đường này. Coi chừng, coi chừng, coi chừng. Hồi nãy em đừng định để nó cuối chương trình. Nhưng lên đây không nhép, coi thường người chơi, ăn nằm phủ phê, khó chịu loại. Chị Giang, chị thấy sao? Bây giờ không có thấy cái miệng nhép mà cũng không biết sao nữa. Nhưng mà nhìn cái tướng và nhìn cái phong cách, nhìn cái phong độ này là tôi nghi hát hay. Tại vì nếu như mà hát hay mà làm cái kiểu này như Trấn Thành nói đó, dòm thấy ghét, loại, uổng. Nói vậy thôi. Ngủ gục hả? Số 4 phải nó ngủ gục không? Nó ngủ gục. Thiệt. Thấy nó đang gục lên gục xuống. Gục lên gục xuống mà nói cái nó bật vậy kìa.
Đi mặt ngủ gục, tác phong không chuyên nghiệp. Lại lâu lâu mà anh Tài chơi chỗ mình thích hơn. Mà anh Tài quan mang là hơi khó khăn cho tôi đó thầy. Dạ thiệt á, phải kiếm cái số nào mà nó anh Tài dễ mà gì đấy mà. Ý anh Tài là phải kiếm thế này phải có mấy cô bé dễ thương xinh xắn không, đưa toàn là cái gì đâu đầu lao với lao thôi rồi. Nè tôi không ai nói nói rồi, chứ là phải số 7 cho lên. Không, mà nhiều khi cái chương trình này nó cũng nhiều cái lừa lắm. Ờ à, đúng. Cũng để có thể đánh lừa cái tâm lý thôi, của mình. Thôi thôi, bây giờ qua số 7 giùm tôi, cái tôi có mùa xuân chút xíu đi. Chưa bây giờ dạ rồi, chưa chắc mùa xuân mà mùa đông lại đến ngay. Ok đó đi. Nhưng mà ít ra về phần nhìn, anh Tài anh chịu, đúng không? Ờ, cãi đi. Công chúa, ra đi cưng. Có mà hát không hay không muốn loại á. Tươi quá không? Thấy vừa mắt quá tươi không? Quá không? Tươi quá. Tươi không? Cái này chắc kèo này chắc không hát xong ca với hai đứa này, hát với anh Tài quá. Hay cả lời. Anh nói cho em nghe, anh có coi một cái số trong chương trình này. Dạ. Cũng đẹp, cũng ra có dancer múa tùm lum mà hồi hát chất quốc à. Bây giờ anh hoang mang quá. Hay Hưng. Dạ. Bây giờ về trái tim đi, đúng không? Vâng. Trái tim của em cho biết là cái cô này là hay hay không? Về trái tim thì chắc chắn là thấy hay rồi. Hay đúng không? Hay không? Tôi thì tôi nghĩ là hay đấy. Chị thì đoán bạn này không có hát hay. Sao vậy chị? Tại vì cái giác quan của chị biết là bạn này không hát cũng hay. Cũng có người đến với chương trình này dùng cái giác quan đó và thua sắp mặt. Nhưng chị, show trước có một con bé nó đẹp lắm chị, nó cưng. Nó có cái giác quan thứ 6 sai liền ba dòng chị. Mỗi người mỗi giác quan khác nhau, nhưng chị tin chị giác quan chính xác. Được. Chị Giang là giác hơi thứ 7. Không. Rồi. Thôi được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ hội ý với nhau đi nha. Mỗi nhà tìm ra một người mà theo mọi người nghĩ rằng là hát không hay. 30 giây bắt đầu. Số 4. 1 Không hay. Không hay á, đến đây thì không hay. Ok. 3 nha. Số 4 thì là đã hay đó. Không, tôi nghĩ là số 1. Số 1, số 7, số 7, số 1, số 1. Số 1 hoặc số 4. Số 7, số 7, số 7. À ừ đúng rồi. Số 7, số 7. Số 7, số 7, số 7, số 7. Thời gian đã hết. Mời gia đình Trấn Thành. Đời người mà cái gì cũng vậy, có những cái mình không làm mình sẽ hối tiếc. Trời, game show mà sao trăng trối quá. Trời ơi. Có một người em biết là cái khát khao nó cháy như là quả diệm sơn. Nó cháy tới mức độ mà cạn nó đó, nó giết mình luôn. Như vậy phải để cho nó tỏa sáng, anh hiểu không? Và ai ai phá núi ai đắp đập. Tài Thiên. Số 1. Số 1 hả? Số 1. Số 1 hả? Chị thì nói hay không? Và đó cũng là quyết định của hai đồng hồ. Nhưng I know you low. Đội bên này đã chọn rồi. Bây giờ chúng ta đi đến một quyết định làm đau lòng người lớn tuổi. Được. Trời ơi Giang, tại sao lại làm như vậy Giang? Đây là quyết định của những người đồng đội. Không. Hãy giữ được một bông hoa cho người ta ngắm đi. Người ta tới đây chơi lần đầu tiên game show của tụi trẻ. Lâu lâu mời người ta tới đây. Người ta
đến với những con người bịt từ đầu tới đuôi. Tôi quá mệt mỏi. Đúng. Chỉ còn có một nguồn lực duy nhất. Vậy thì phải đi theo lại ý kiến ban đầu của Khắc Hưng. Là gì? Công việc chủ đạo của một chương trình không lo làm ăn. Giám đốc nhạc à? Bây giờ dạ dạ tràn vô đây. Hưng giải quyết đi Hưng à. Thì sao mình... vấn đề là như này này, em không nghĩ là bạn số 7 là con gái. Số 7 là đây nè. Đúng gái rồi. Chứ còn gì nữa? No. Thế thì tại sao để người không, ta này, này này. Lady. Thật không? Lady and gentlemen. Đây không phải con gái. Nếu giờ không chọn số 7 thì cũng được. Em nghe giọng. Số 1 thì đã có người chọn rồi cũng được. Vậy thì tại sao không giúp họ hoàn thành ước nguyện? Tại sao không đi thỉnh kinh mà đứng hoài ở đây? Còn bây giờ sao Hưng? Em sao? Dạ con không à. Cháu à, em không biết. Số mấy? Số 4 á. Ý kiến số đông. Số 4 hả? Ừ. Thôi số thôi, 4 phải không bây giờ? Số 4 đi. Rồi. Số 4 nghe khán giả vậy. Hai mẹ khán con. Khán giả thế em đấy. Số 4. 4. Ok. Số 4. Bây giờ mời em Dakula. Số 1. Em hát trước. Thấy bạn này nhép nó không đúng không em? Nó hơi không đúng lắm hay sao? Động tác dữ dội nhưng cái gương mặt không có giữ. Tại che hết trơn rồi thấy gì không, đâu. Anh nhìn vẫn nhìn được cặp mắt. Ừ. Giờ hốt hoảng. Vẫn hốt hoảng. Hốt hoảng hoảng không có tập trung. Như kiểu là bạn này đang đọc chứ không phải đang hát. Chẳng nhớ tên quen thuộc.
Trời ơi, cái giọng ca đâu dễ sợ thiệt. Thành, người quen của em á Thành? Dạ quen chứ anh. Quen ở đâu? Thách thức anh hai. Vậy luôn hả? Nó tràn lên, nó cào, nó cấu, nó la rồi nó làm dễ sợ lắm anh, nó buôn bán rồi đó. Em giới thiệu cho mọi người biết về mình nào. Dạ em tên là Minh Luân, người đời hay kêu em là bé Điệu. Là con ghế, là bé Điệu. Ai không Điệu, cháu ghế Điệu. Anh nghĩa đứt chết đứng như Từ Hải kìa. Anh ước gì thì cách nó đừng có hát, cái đừng có nói gì hết trơn, trời. Mặt để yên như tượng vậy đó. Để yên coi, buông miệng ra, bình thường, nhẹ nhàng. Rất đẹp trai. Nói chuyện coi. Dạ, em chào anh. Ghê không? Cảm ơn em đã đến với chương trình nha. Chào em. Tiếp theo, ông thần chết số 4. Có khi nào cũng là người quen với Trấn Thành Trường Giang hay không? Ông làm ơn hát dở ông tôi cái coi. Mời em. Bài gì thân? Không hay. Tại sao? Hay. Đôi mắt cực kỳ vô hồn. Mà lúc em gõ đây rồi, mắt đảo láo liên, nói chung nhìn vô hồn lắm. Làm gì nhiều tiền? Giám đốc âm nhạc chương trình này đó. Trời ơi. Phải không? Nguyễn Hoàng Duy. Giờ ông thần chết đã lộ diện. Sao em giới thiệu về mình xem. Dạ em chào anh Thành, em chào anh Giang, em chào mấy anh chị có mặt ở đây và chào quý vị khán giả trên sân đài. Em là Lê Tấn Lợi và mọi người
không phải mọi người mà là anh Thành và anh Giang đã đặt cho em biệt danh là Hot Boy Trà Sữa, và mọi người cũng kêu theo là như vậy luôn. Cũng là cái dạ. Thách thức trên đài đấy. Đây là một trong những hiện tượng. Cái năm của bạn ấy thi là hiện tượng luôn. Vừa 100 triệu mà nổi tiếng mà. Cái gì 100 triệu? À, tất cả tiền 250 triệu mà dần dần luôn. Cũng bị chửi dần dần. Không sao đâu cưng, do mình ăn ở thôi. Nói giỡn chứ nhiều khi anh nghĩ vậy nè. Cái năm mà bạn bị chửi là đa số bị chửi gì? Chửi là nói là bạn này là bạn lanh, mà giả bộ ngờ ngợt đi thi hài, nói là không trung thực, gian dối. Riêng em thì em vẫn cho rằng là nó hợp lý thôi. Đó là một cuộc thi, người ta được quyền làm mọi chuyện chỉ để hai người này cười, vậy thôi. Và còn cái sau đó bạn ấy làm cái gì trong nghề, cái thái độ sống của bạn ấy sẽ quyết định cái nhân phẩm và cái đạo đức của em. Em sống tốt, em đàng hoàng thì một thời gian nữa thì em vẫn được mọi người yêu mến thôi. Hiện nay thì cái công việc của em thế nào? Dạ em thì hiện tại thì vợ em thì bán khô gà, còn em với vợ em đang làm một cái kênh YouTube để có thể hai tụi em đã bàn là sẽ kiếm tiền để đi chia sẻ với mọi người xung quanh. Nếu còn bán trà sữa gì không? Đâu? Dạ, em đã nghỉ bán rồi. Trà sữa là sau cái vụ đó về thực sự là rất là đông. Dạ đông. Nhưng mà nó tới vì gọi là lợi đâu. Vô kiếm lợi. Đông quá hai chồng mệt mỏi với lại đóng cửa. À, sau cái tập phát sóng là 100 triệu ạ. Rồi sau 150 triệu thì tự nhiên em bị một cái cú sốc, nói chung là em bị táo quả. Em không biết sao mà giải thích được, em rất là buồn mà không thể nào mà nói được hết á. Nhưng mà giờ thời gian nó cũng 3 năm trôi qua rồi, em đã bình tĩnh trở lại rồi. Em hôm nay em đến đây em muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với anh Thành và anh Giang đã tạo cho một cơ hội để ngày hôm nay em có thể tự tin trở lại đây một lần. Vậy thì anh cũng chúc cho vợ chồng em sẽ tiếp tục có những ngày tháng hạnh phúc và bình yên như thế nha. Dạ, em cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ, chào tạm biệt em. Chào anh chị. Dạ, chị Giang thân mến, đây là sự lựa chọn của đội chị, em không có biết gì trơn trọi nha. Thì nghĩa đó là em về cái đội này là bởi vì nghĩ là giác quan thứ 6 của phụ nữ thường Giang mạnh hơn. Bây giờ đổi thừa nữa. Mày chơi đổi thừa. Dù sao mẹ con xin lỗi. Thôi vậy thôi, mẹ không là mẹ. Nè, mà sao chị nói sai? Tại vì anh Tài. Rồi, chẳng qua là cứ gì nể một người cha. Ê, một người anh nể một người cha. Ê, một người anh nể một người cha. Mà hư việc hết trơn. Hư việc cái gì? Cái chánh này em vẫn nói cái giác quan thứ 6 của em. Sao rồi anh Tài? Người ta cứ nói đi, rồi nghiệp người ta lãnh. Thua hai vòng rồi, vòng ba chắc cũng không khá hơn đâu anh à. Hai em vòng đầu coi như là mình thử nhau thôi. Vòng ba mới là vòng quan trọng, mới là vòng quyết định nè. Cẩn thận trong cái sự lựa chọn của mình, bởi vì chỉ còn có một, hai. Ủa, mất đâu người rồi? À, ông này. Ông nằm không thấy không luôn. Còn có ba người mà thôi nha. Yeah. Vòng lối diện bắt đầu. IV Moda hân hạnh đồng hành cùng chương trình.